Thời gian gần đây, rất nhiều chủ cửa hàng bán quần áo thời trang trên địa bàn thành phố Hà Nội cùng đồng loạt lên tiếng tố cáo hành vi lợi dụng sơ hở, ăn trộm hàng hóa của một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện với vẻ bề ngoài đầu đội nón lá, tay cầm bao tải. Điều này cho thấy hành vi trộm cắp của người phụ nữ này rất chuyên nghiệp. Bản tin 141 muốn cảnh báo tới quý vị khán giả, đặc biệt là các chủ cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang cần nâng cao cảnh giác để phòng kẻ gian. Rất nhiều clip từ camera quan sát của các cửa hàng thời trang tại Hà Nội ghi lại thủ đoạn ăn trộm quần áo rất tinh vi của một người phụ nữ lớn tuổi. Người phụ nữ này luôn cầm theo một bao tải dầu dê non lá, giả vờ là khách vào mua hàng. Người phụ nữ này liên tục đưa ra những yêu cầu bắt nhân viên tập trung chọn đồ để đánh lạc hướng. Và trong khi người bán hàng tìm đồ theo yêu cầu, thì người này nhanh chóng cởi quần áo ở khu vực gần đó. Chỉ chưa đầy một phút, người phụ nữ lớn tuổi nói trên đã cuỗm được một bao tải quần áo mà không bị phát hiện. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên người phụ nữ này thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Với màn ảo thuật trộm đồ rất tinh vi, người này đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm như vậy từ năm 2014 đến nay. Số quần áo ăn trộm được mang về bày bán công khai ngay trên vỉa hè đường Đê La Thành. Được biết, người phụ nữ lấy cắp đồ trong các shop quần áo được camera ghi lại có tên Phạm Thị N, quê ở Thường Tín, Hà Nội, hiện đang cư trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Do bà N có giấy chứng nhận bị thần kinh nên cơ quan công an khó xử lý. Trước những thủ đoạn trộm cắp ngày càng tinh vi, trước hết các chủ cửa hàng cần tìm ra những biện pháp quản lý hàng hóa chặt chẽ hơn, tránh những thiệt hại không đáng có về tài sản.